bảng xếp hạng họ sẽ được nâng cấp ở trên bảng xếp hạng của họ một chút xíu. Và trong đó thì bên phía đội tuyển Neymar họ không có lý gì để họ không đua top cùng với những cái người bạn bè của mình ở trong cái bảng xếp hạng này cả, bởi vì Neymar Brazil rõ ràng một trong những đội tuyển mà như phỏng vấn, chúng ta xem những cái mặt phỏng vấn của các tuyển thủ nước ngoài ấy, thì Hàn Quốc là một khu vực họ đánh giá cực kỳ cao Neymar Brazil, đặc biệt đó là vị trí của Chami, một trong những người chơi Philip đây, đó là đòi anh ta lên, anh ta chưa tung ra bất cứ một chiêu thức nào, nên nhớ rằng là đây là một cầu thủ khá nhiều hiệu khống chế sau khi tốc độ ban đầu phát động. Đây là lý do dù chỉ ngay lập tức có cho đó điểm chiến công đầu. Đây là lý do thôi rồi, nhưng Tatuki lùi qua sau một dòng chụp và đó là điểm bàn thứ hai đến từ chiều cuối của Kha rồi. Không dừng lại đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển USG, nhưng lao vào bị chói hai đến từ các thành viên này đang tấp máu. Chami có lượng máu khá nhiều, tuy nhiên vẫn đang phải nhấp nhả lần hai. Phản đòn được tung ra qua ánh sáng chụp, tốc biến bỏ đi đến từ vị trí Kha, và có lẽ sẽ là một mạng đến từ vị trí Chami. Mạng thứ hai đã có, và sau khi con lính này nó vào thì đây sẽ là mạng triple kill dành cho người chơi của bên phía đội tuyển Philippines. Đấy đã là con rồng bảng ở điều này. Trong qua Cerberus đánh USG vẫn là khá là ok rồi, bởi vì vẫn chưa thể end được. Và đây Phan Thiên tiếp tục là ba người họ muốn bắt được, và họ đang dồn sát thương là khá tốt. Mất đi cho mình cái giáp thiên thần đến từ phía trước Chami rồi, chiêu cuốn được tung ra tốc biến phản đòn, anh ta vẫn đảo thoát đi được, sử dụng cho mình đó là cái đồng hồ cát. Và bây giờ các thành viên của bên phía đội tuyển Nick Magazine đến, và đây sẽ là hủy diệt dành cho các thành viên của Nick Ma. Đó sẽ là pha thi đấu, và bây giờ bật chiêu cuối vào đến từ vị trí của đó là Olaf, tiếp tục có một cái đồng hồ cát lần hai bổ là khá đau. Tuy nhiên bây giờ đó là cả ba thành viên của bên phía đội tuyển Nick Ma vẫn còn, trong khi đó thì bên phía đội tuyển USG họ cũng đã mất đi ba người. Clip đang cố gắng cấu là khá tốt, làm choáng đẹp một cú điểm khá xấu nữa, nhưng đó là pha thi đấu outplay, nhưng đó là đồng hồ cát outplay lần hai đến từ bên phía của Nick Magalassi. Phải vào outplay nhau là kinh khủng khiếp đến từ vị trí này, không cần đến lợi Baron. Bên phía đội tuyển Nick Magalassi kết thúc trận đấu ở phút thứ 17. Đó là một pha thi đấu mà may mắn lần này thì cũng phản đòn có một người chơi có thể đẩy lẻ được, đó là vị trí của Jayce mà thôi. Akali không phải là một người chơi đẩy lẻ quá mạnh, nhưng đây là một người chơi có thể đánh vào tuyến sau, và đây là đội hình mà nếu như Akali bám được vào người của Senna, và nếu như một người chơi bên phía đội tuyển USG cũng xong rồi đấy, xong rồi. Chắc chắn là xong rồi. Đây là một sự non nớt, và đó là kiệt sức hất tung, quá nhiều thứ được tung ra. Không phải sử dụng tốc biến nữa, bởi vì tốc biến cũng để làm gì đâu. Và đó là chiến công ý của Z, và đang chờ có một pha cầu cổng hay chăng. Anh ta đang cố gắng luôn, bởi vì anh ta có một con mắt tí vào kia. Vừa nói xong, có một con mắt tí. Thời điểm hiện tại, cái lượng sát thương đến từ cặp đôi cùng đứng dưới của EG nó không đủ nhiều để có thể là gây đột tử dành cho con Braka trong tay của Raw. Và tiếp tục xuống cùng đứng dưới một lần nữa đến từ vị trí của chói chúng tôi. Sẽ đầu tình huống vào. Chói chúng tôi là đi. Chói chúng tôi. Tiếp tục là tình huống dồn combo vô cùng chuẩn chỉ đến từ bên phía của Nick Magalassi. Họ vẫn đang có cẩn, anh ta thậm chí rằng không lên tam hợp hay là búa dị sát thần, mà anh ta lại lên trước, đó là một cái ui ôi. Chói hai, sát thương dồn vào nhưng chưa đủ khai ra, chỉ có mọi người kêu báo thôi. Và vừa nói xong thì Chami dùng có lẽ rằng khoảng độ 10 đến 15% máu của mình để có thể có tình huống solo kill, và cùng đứng dưới một tình huống siêu cũng sẽ phải bỏ lại một người. Và đó là cú đá rất đẹp và rất chi. Và thậm chí rằng Aphrodite anh ta đã hết cho mình cái lốc xoáy rồi. Có một pha sử dụng này anh ta sẽ không thể làm tàng hình ứng chim mồi của mình được. Và đó là double kill đến từ vị trí của Justy. Anh ta đang thấy được rằng một pha băng trụ đến từ hai thành viên hơi nguy hiểm, và bây giờ là 4-3. Rất chi đang tìm một góc để có thể có một cú đá đẹp. Đây là góc đẹp này, đá được hai người, đó là tối hậu thư được tung ra đến từ vị trí của Mai. Lắc kính phòng hộ của Demon Kai đã đến hỗ trợ qua bóng cổ, qua ánh sáng là quá tốt. Bây giờ Chami vào với sát chiêu hoàn hảo lần hai, cắt được hai người, chiêu cuối đẹp đến từ hai thành viên đến từ vị trí của Demon Kai. Và thôi rồi, họ bắt được đó là một người, họ trả lại 4 và thậm chí rằng trả lại 5. Và ở phút thứ 7 của trận đấu này, đó là quét sạch Dành Mai với việc anh ta đã chủ động lên cái bố tiến công trước. Thì thật sự bây giờ anh ta rất khó, và chỉ có một nhịp lao vào đến từ Draw để lừa thôi, và đã mất đi một cái siêu hùng dáng thế rồi. Cả lốc xoáy của Aphrodite được tung ra, và bây giờ lôi phạt được tung ra. Mai là người phải lùi về chúng tôi, vẫn lao vào kia quất trực 4 người, nhưng lượng máu còn là quá thấp. Nhưng ở đây chúng ta có một mạng đầu tiên, nhưng bây giờ thì lượng sát thương của Justy và Aaron là quá nhiều. 7 búa một lần nữa đến từ vị trí của Aaron, tung chiêu quá đẹp, hất tung hộ pháp sóng âm các kiểu. Và đó là chúng ta thấy được rằng thi đấu cực nhưng rõ ràng với chênh lệch tiền thì thế này, giao tranh là hơi khó. Sóng âm chúng đến từ vị trí rất chi rồi, và lao vào trước. Mai đang bắt vào vị trí của Raw, và đây sẽ là một sự giả được giữ lại đến từ thành viên của bên phía đội tuyển USG. Họ đang tận dụng cái lợi thế về giao tranh tổng của mình. Lốc xoáy được tung ra, Demon Kai có lẽ sẽ không thể thoát được đâu. Và đó là pha đá tốt đến từ vị trí của rất chi, lao vào với một cái phi tiêu trúng đến từ vị trí của Chami. Hất tung không trúng ai đến từ vị trí của Raw cả, và bắt đầu trả sát thương của mình. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm rất rơi xuống khoảng 10.000 là con số hợp lý. Và đây là pha thi đấu chủ động với khả năng giao tranh tổng lên bảng đếm số, đó là vị trí của Demon Kai. Và đây là sức mạnh giao tranh tổng đến từ USG. Họ phải cần cả một trụ nữa ở khu vực này, khi mà Chami chỉ có Chami duy nhất ở đây thôi. Bắn phi tiêu nó chỉ trúng vào lính, lao thẳng vào luôn.
Ui, cái sát thương đến từ vị trí của Jamie bật cho mình đó là cái kiệt sức, nhưng cái đồng hồ cát này nó sẽ khiến cho đó là Thuyết phải lên bảng đánh số. Cú đá 4 phải nói là thôi rồi Lượng ơi, 100 điểm đến từ vị trí rất chi. Chiêu cuối được tung ra Unstoppable 5-0-10 dành cho vị trí của đó là Chami rồi. Và rất chi anh ta rất khỏe ở đây, anh ta lao vào chiêu cuối đến từ vị trí của Tatsuki, có lẽ cũng chỉ để làm gọi là cho đẹp thôi. Và Tatsuki đen được tung ra, sóng âm trúng xuyên luôn, trúng vào Thrift. Và anh ơi, nhưng mà quả này hộ thể không qua, nhưng đá vẫn là trúng vị trí của đó là Phong Đại. Nhưng cầu được rồi, chiêu cuối trong vòng không tỉnh được, không chim bồi được đến từ vị trí của Hu Công trong tay của Aphrodite. Và bây giờ Chami tràn vào qua ra kill, và đây là Penta kill dành cho vị trí của Chami ở trong tình huống này. Penta đã có dành cho Chami một tình huống thi đấu